SCTV 6 phiên 360 hân hạnh phát sóng các trận Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022. Trận đấu sắp tới giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Hàn Quốc có khả năng sẽ phải hoãn lại. Không chỉ có đội tuyển nữ Việt Nam đang thiếu hụt lực lượng nghiêm trọng, bên phía đội tuyển nữ Hàn Quốc mới đây cũng đã có nhiều thành viên bị nhiễm COVID-19. Theo một số tờ báo tại xứ Kim Chi, 3 cầu thủ và 3 thành viên của đội tuyển nữ nước này đã cho kết quả dương tính sau khi vừa xuống sân bay tại Ấn Độ và làm xét nghiệm COVID-19. Đáng chú ý, trước đó, trong quá trình chuẩn bị cho Asian Cup, đội tuyển nữ Hàn Quốc được kiểm tra và theo dõi sức khỏe rất sát sao, trung bình được xét nghiệm 2 lần mỗi ngày trước khi tới Ấn Độ và tất cả các thành viên đều cho kết quả âm tính. Kênh truyền hình SCTV 6, phim 360 hoàn toàn mới.